một số lỗi trong IELTS writing mà các bạn hay mắc phải. Ví dụ như sau đây. Là cái đầu tiên nó sẽ thấy là look is rain. Thì cái look is rain này nó sai. Sai ở đâu ạ? Bởi vì từ look nó là một mệnh lệnh. Và sau mệnh lệnh đấy nó phải là cấu trúc is raining. Và đó là thì hiện tại tiếp diễn. Ok. Câu số 2 chúng ta có là I must see the dentist yesterday. Thì câu này nghe có vẻ là đúng đấy, nhưng mà nó sai hoàn toàn. Bởi vì sao ạ? Từ must là một cái điều bắt buộc các bạn phải làm theo. Ví dụ theo luật pháp. Ví dụ như chúng ta thay đổi đây là I must see the police yesterday thì phải đúng, nhưng mà chúng ta với dentist thì chúng ta là một cái nhiệm vụ mình phải đi, mà cho nên chúng ta là cũng chúng ta đau răng chúng ta phải đi đến. Vậy thì phải đi đến thì là gì? I had to see the dentist yesterday. Vậy câu sai là I must see the dentist. Câu chuẩn sẽ là I had to see the dentist yesterday. Rồi câu số 3 chúng ta có là I came here for studying English. I came here for studying, chúng ta đến đây để học. Vậy từ for đây là sai đúng không ạ? Sau vậy để for thì nó phải là verb in. Vậy thì I came here for studying là sai. Chúng ta sẽ có câu là I came here to study English. Và cuối cùng là tiếp theo là I like very much skiing. Không, chúng ta không có đảo nghĩa, đảo ngữ, đảo câu như vậy. Chúng ta đọc nó hơi sai một chút. Chúng ta không bao giờ nói là I like very much you được. Chúng ta là I like you very much. Và câu chuẩn nó sẽ là I like skiing very much. Câu cuối cùng chúng ta có là I have done a mistake. Nhưng mà done a mistake là sai, bởi vì cấu trúc câu fix của nó phải là made a mistake. I have made a mistake. Chúc bạn thành công.